chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Từ Nhà Đến Trường với bác sĩ Quỳnh Kiều. Bác sĩ Quỳnh Kiều đã làm chương trình này cũng gần 40 năm nay trong cộng đồng của người Việt Nam ở miền Nam California qua các chương trình phát thanh. Và bây giờ đến với chúng ta trên chương trình truyền hình cũng gần 2 năm nay. Chúng tôi nhận được những cái lời góp ý rất là tích cực và cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi cũng như gửi những ý kiến đến với chúng tôi. Ngày hôm nay Thanh Thảo sẽ có một cái bản tin rất là quan trọng bác sĩ Quỳnh Kiều sẽ gửi đến quý vị liên quan đến vấn đề bệnh tâm thần và mời quý vị cùng xem chương trình. Xin kính chào bác sĩ. Cảm ơn chị Thanh Thảo. Bữa nay thì chúng tôi rất là vui để mà nhắc nhở mọi người là trước bây giờ mình đã nói chuyện về vấn đề sức khỏe tâm thần. Và từ năm 2009 cho đến 2019, thế nhưng trong vòng 10 năm đó, thì tại sao mình lấy 2019 đó là trước đại dịch? Yeah. Thì mình thấy rõ ràng là cái số lượng các em mà có bị những cái vấn đề về tâm thần đó là 35% rồi. Thì bây giờ 2 năm sau, sau khi đại dịch, và đang đại dịch đang diễn ra chứ chưa phải là sau khi nữa, tại vì chưa chấm dứt mà, thì khi mà các em đã được trở lại trường học một cách khá đều đặn rồi từ tháng 8 đến giờ, thì tôi đánh giá ví dụ như đối với các em teen đó, trước bây giờ Hàn Lâm Viện Nhi Khoa vẫn khuyên chúng tôi là phải có một cái biểu hiệu gì về sức khỏe tâm thần cho các em, cái bộ câu hỏi 9 câu. Thì sau đó đó mình xem các em có bị lo âu, các em có bị trầm cảm không. Thì tôi thấy là 75% là có gia tăng, tất nhiên là có bị những cái dấu hiệu trầm cảm, lo âu và vấn đề về sức khỏe tâm thần đang bị chấn động. Yeah. Thành ra là cái điều đó là chắc chắn rồi. Mình hiểu, dễ hiểu quá, bố mẹ, người lớn còn bị những cái vấn đề lo âu nữa. 60% của người Mỹ bây giờ hiện giờ đó nói là đang bị những cái vấn đề phân tâm rất là nhiều. Mà người ta hỏi là cái gì làm người ta lung lay nhiều nhất? Không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề sợ bệnh. Sợ và bao nhiêu những cái người quen, đã có người đã tử vong, có người bệnh nặng. Thì những cái đó là những cái yếu tố con người và những cái yếu tố liên quan với nhau. Và trong cái network của nhau, thì là cái đó là cái mà nó làm mọi người chấn động nhất. Thì đối với các em cũng thế. Vấn đề đã đành rồi là về vấn đề thiếu học hay là bị mất học một thời gian, lại không nhưng mà thú thật về... các em không có lo về vấn đề đó. Hỏi các em có lo là con bây giờ con không đạt được những cái, con không học được hết chương trình của con không? Các em đâu có care nhiều, nhưng mà chính là cái vấn đề mà không gặp bạn, mà rồi ví dụ như cái gì cũng qua mạng, không có tập thể thao, không có những cái sinh hoạt được, thành ra nó làm cho các em thay đổi nhiều. Và nếu mà các em mà thuộc cái lứa tuổi mà nó dễ bị lung lay á, hay là nhỏ hơn đó, thì nhiều khi bây giờ không muốn đi học nữa. Trong một thời gian kéo dài vậy, đã vậy. Có những cái mà thói quen rồi. Đúng, cái thói quen rất thành ra là đâm ra là bây giờ các em, một trong những cái yếu tố ở các quý vị mà ở trong ngành giáo dục đã nói đó, là các em không muốn đi học. Cái đó là một cái yếu tố rất là cao. Mà khi không muốn đi học, tất nhiên là đã có cái sự khập khiễng gì giữa... Trong lòng các em đã có cái nỗi buồn gì mà mình không rõ được, hoặc cái mỗi hay lo là gì thiếu đó. Tự tin là bây giờ không biết gặp bạn bè hay là gặp những cái đồng bọn đó thì sẽ đối xử ra như thế nào. Bảo chứ tôi hỏi cháu, cậu cháu của tôi ở cùng nhà đó, hỏi thế bây giờ cái lúc mà trước khi đi học con cảm thấy làm sao, cái nó còn nói với tôi I'm not sure how to talk to them. Bây giờ con cũng quên đi, không biết là bây giờ gặp bạn thì nói chuyện sao nữa. Mà cái đấy là cái nguy hiểm của nhìn máy nhiều đó. Ngay cả bây giờ người ta cũng nói người lớn cứ suốt ngày xem iPad, iPhone hoặc là bất cứ một cái máy điện tử nào mà không có tiếp xúc với người thật. Về sau này cái thói quen là chỉ muốn text chứ không muốn nói chuyện. Đúng. Rồi cái họ mất cái khả năng biểu đạt ngôn ngữ, giao tiếp. Và giao tiếp, rồi mình mất cái sự quen thuộc để nghe cái giọng người khác. Mà nếu mà mình nhiều. Muốn dòm vào cái hình ảnh mà điển hình của cái vấn đề đó, bên Nhật. Bên Nhật 40% của những cái người adult như lớn tuổi đó, trưởng thành rồi đó, con trai á, hay là con gái á, là không có hề có bạn trai bạn gái hay là những cái người bạn gì hết, mà cũng không biết nói làm sao. Với lại nếu mà gặp người mà nếu mà muốn đi kiếm bạn, thành ra thậm chí mới có những cái dịch vụ là không phải là có những cái vấn đề sách gì với nhau, nhưng mà một người con trai có thể mướn thời gian của một con gái trả tiền để mà nói chuyện với một người con gái.
thay vì text. Thay vì text nghĩa là trực tiếp mặt đối mặt đó, chứ không biết nói, không biết làm sao nữa. Và chính phủ Nhật đang tuy rằng khuyến khích mọi người có con, có đủ mọi thứ hết, tại vì cái nhân không số quen nó với thay nhau, đổi thì, họ không quen với nhau thì làm sao mà có được, sao mà lấy nhau được. Dạ. Mà người già thì lớn đúng tuổi rồi mà cứ lo tại sao thằng con tôi hay tại sao con gái của tôi nó thành công đi học có tiền mà nó không có bạn gì hết. Đó là bao nhiêu những cái vấn đề mà nó sẽ trở thành như vậy. Nếu mà mình cứ trên mạng quá, mình có thể là một xã hội rất là tân tiến nhưng mà không có những không cái còn mối, cái tình người, không còn cái sự mà gọi là cái sự quan tâm giữa nhau và cái sự đồng cảm hoặc là cái sự thấu cảm. Thanh Thảo, sĩ muốn hỏi bác sĩ, mình nhấn mạnh vào cái vấn đề bệnh tâm thần, thế thì những dấu hiệu nào mà bố mẹ có thể nhận ra con cái theo từng lứa tuổi khác nhau? Bây giờ mình nói cái tuổi trước khi đi học, rồi đến cái tuổi đang đi học và cái tuổi nguy hiểm nhất là tuổi gọi là dậy thì, bắt đầu ngỗ nghịch đó, thì bác sĩ cho một vài dấu hiệu được. Thì nó tùy cái độ phát triển của các trẻ. Ví dụ các trẻ nó tuổi mà trước khi đi học đó, từ 0 cho đến 5 tuổi đó, thì các em cái lúc mà 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi là qua cái giai đoạn rất là quan trọng. Tuy nhiên là cần có một cái sự giao tiếp và những cái phát triển, những cái kỹ năng xã hội, thì phải có những cái em đồng bọn, đừng có chỉ có người lớn không thôi, để các em mới biết là nói chuyện làm sao, chơi làm sao với lại một người khác, hay là khi chơi không phải dành hết nhưng mà chia sẻ. Dĩ nhiên là chơi với bố hay mẹ thì muốn dành bao nhiêu cũng được bố mẹ đừng có dành được lại hết. Nhưng mà chơi với bạn thì làm sao? Đúng vậy. Tất nhiên là để mà tạo ra cái tinh thần đồng bọn, học hỏi thành ekip và làm việc với nhau, thì cái đó là những cái khả năng rất là quan trọng. Của hồi đó mình nói chuyện đó là cách đây 2 năm trước đại dịch đó, đã phôi thai ra cái vấn đề là STEM education. Tuy nhiên là người ta thấy là trong tương lai, những cái cách làm việc mà nó hữu ích nhất cho những cái độ mà tiến hóa của nhân loài đó là làm việc với nhau ekip thành team. Nhưng mà bây giờ làm sao tạo cái tinh thần team đó nếu mà không biết giao dịch với nhau? Vâng. Cứ là qua Zoom đó thì nó hạn chế một vài vấn đề thôi. Nhưng mà con người với con người dù sao làm việc cũng cần phải có những cái đối đáp với nhau để mà nó thắt chặt với nhau, là mình làm việc với nhau nó tốt, phải không ạ? Thành ra đối với các em từ 0 tới 5 thì các em không có phát triển cái khả năng đó được, hay là phát triển kém, không có biết chơi với đồng bọn. Mà nếu mà không có biết chơi mà đến khi mà đi học trở lại á, hay là bắt đầu vô học đó, thì sẽ có những cái vấn đề rất là khó chịu hay là rất là ích kỷ. Và ví dụ như chơi á, thì chơi khập khiễng, tất nhiên là không có đứa nào chơi với đứa nào hết, cũng là cứ chơi một mình thôi, tất nhiên là không tạo ra được những cái mà tinh thần xã hội với nhau. Thế đó là, và dĩ nhiên là các em như vậy sẽ rất là nhõng nhẽo mà ngủ không được, hay là đòi hỏi bố mẹ, đòi hỏi thời gian bố mẹ, nhất là trong thời gian đại dịch nhiều khi bố mẹ cũng ở nhà. Vâng. Không có đi làm ở ngoài. Cái đến khi đi làm thì là các em lo âu và khóc và đeo rất là nhiều. Đừng có nói là con em nhà mình, chó, mèo, những cái... Đúng vậy. Những cái con vật được thân mỗi ngày. Bây giờ nó bị bỏ ở nhà, nó cũng kêu. Nó cứ rú lên. Vâng. Sang có cái lứa tuổi lớn hơn một chút thì sao ạ? Thường đối với trẻ em đó thì mình đánh giá dựa trên ba cái lĩnh vực. Thứ nhất, ăn, ngủ và những cái sinh hoạt. Thì ăn thì các em sẽ ăn rất là không đồng đều. Có lúc ăn ít hay là bỏ ăn, có lúc ăn rất là nhiều, rồi lại qua những cái lúc ăn ít đi, và có khi các em lại ăn nhiều quá, ăn đến nỗi mà không có bờ bến, tức như là có thể làm cho mình ói. Đó là những cái nó xảy ra ở cái tuổi mà cái lớp mà preteen đó. Nhưng mà từ 5 cho đến cỡ 11, 12 tuổi. Rồi hai nữa đó là các em không có thích bỏ những cái chơi bình thường của mình, bỏ thể thao, và không có biết có những cái sinh hoạt xã hội với lại bạn bè. Và khi đi học đó, không tập trung được. Và cái tính nết của các em đó rất là khó khăn, hay là lơ là, bỏ tất cả những cái vấn đề mà mình thích lúc trước. Cái quan trọng nhất, một cái thiếu thốn nhiều nhất đó, là cái vấn đề mà thể thao ngoài trời. Mọi người đều biết đó, và mình nhiều khi mình quên là cái sự thể thao đó, nó giúp cho cái lưu thông cái máu
lên đầu cũng như là lên tất cả các cái bắp thịt của mình. Cái đó là một cái mà nó rất là quan trọng đối với đời sống của mình, cũng như là đối với các em. Khi mà các em đã có một cái sự tuần hoàn của mình đã được kích thích rồi qua cái exercise đó, thì các em mới tập trung được tốt. Thì có những cái trường hợp tôi thấy rõ ràng có những em mà mình biết là năng động giảm chú ý rồi, thế đến lúc mà nó đi học, khi mà nó đi học nó trở lại vô trong trường đó, thì các cháu không có tập trung chẳng hạn. Thì một việc đầu tiên đó là cô giáo làm gì, ở trường là học làm gì, không có ra recess nữa, bắt là cái đúc giờ ra chơi thì phải ở trong. Lại còn khổ, lại cái đó lại còn khổ nữa. Thì đến những cái lớp sau cháu lại còn tệ hơn nữa, cháu lại còn không tập trung nữa. Thành ra may là cái người bố mẹ này biết là con em của mình rất là thích thể thao, và rất là khi mà nó được chạy, nó chơi cái thì nó lại dễ chịu hơn. Thành ra vô điều đình với nhà trường, bảo bây giờ thay vì bây giờ nó trước bây giờ đã được biết đó là nó năng động giảm chú ý rồi, việc thay gì phạt nó như vậy đó, hay là kể cả thì phạt nó cái kiểu khác, bắt nó làm thêm bài chẳng hạn, thì sau đó thì nó vẫn ra chơi được, thì nó vẫn được cái thời gian vàng của nó. Hai nữa đó là chính cái đó có thể là một cái therapy, là một cách chữa cho mấy em mà bị năng động giảm chú ý. Ví dụ như nhà trường bảo là một tuần lễ chỉ thể thao hai ngày thôi, thì hay là chơi basketball hay là vấn đề thể thao gì đó, thì bố mẹ mới thấy là những cái ngày đó thì nó về nó vui hơn và nó làm bài tốt hơn. Còn những ngày khác thì nó cáu kỉnh, hay là về nó cứ ngồi rồi nó không có ngồi yên. Vô điều đình với nhà trường, làm ơn có cách nào mà cho nó làm thể thao thêm không, cho nó một tuần 4 ngày được không, hay 5 ngày đi. Thì nhà trường bảo ừ chắc cái này thì cũng không có tốn kém gì, thì sắp xếp thì được. Thì đó có những cái điều mà mình cần phải để ý. Tức là bố mẹ trong nhà phải để ý đến con cái của mình, tại mỗi cháu nó có cái cá tính khác nữa. Vâng, còn đặc biệt đối với mấy ông bà teen thì sao? Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Vaping này, lên này, cái vấn đề mà cái hút thuốc lá điện tử. Điện tử, tất nhiên là cái liều nicotine nó rất là cao. Drug cũng lên này. Và dùng lén lén lấy bia, rượu của bố mẹ cũng lên luôn. Đó là những cái điều rất là nguy hiểm và rất là lo lắng. Và dĩ nhiên là khi tin thì nó đi đôi với vấn đề là khủng hoảng tâm lý. Đã bị khủng qua cái thời gian mà nó thay đổi về cái phần của não bộ. Cái phần trán của não bộ là cái phần mà nó lý trí và nó giúp cho kèm hãm những cái gì mà không có tốt, mà mình suy tính. Thì cái đó là nó bị rối loạn cái lúc đó rồi. Thành ra là bởi vậy các em bị vấn đề trầm cảm rất là nhiều. Rất là nhiều, mà nhiều khi trầm cảm là làm sao? Chỉ có lặng lẽ không nói, hay là các em nhiều khi nói những cái điều mà bố mẹ muốn nghe. Tại tuổi đó thì khôn lắm rồi, bảo bố mẹ muốn làm sao thì các em nói theo cái chiều hướng đó. Hai nữa, có những cái em rất là giỏi, thành ra mấy em vẫn là không có bị điểm xuống. Một trong những cái triệu chứng mà mình có thể là đánh giá dễ là ví dụ điểm xuống này, không tập trung được này, hay là các em có những cái vấn đề gì em thích thì em bỏ, em lãng quên, em không có muốn đánh đàn nữa, em không muốn nghe nhạc nữa, ví dụ vậy. Thì có một số em rất là giỏi, thành vẫn giữ được điểm E, nhưng mà ở trong phòng á, là các em rất là buồn. Và nhiều khi mình xem những cái text các em text với lại bạn bè đó, thì nó có những cái ý nghĩ là nó cảm thấy là nó muốn tự tử chẳng hạn. Cái vấn đề các bệnh viện nhi á, sở dĩ đưa ra cái báo cáo là đây là một cái vấn đề cấp cứu, là tại vì cái tỷ lệ các em tới phòng cấp cứu á, vì những cái đe dọa tự tử lên 45%. Wow. Mà đó nếu mà sao? Mình xem lại cái hệ thống mà về chữa trị cho những cái vấn đề mà sức khỏe tâm lý tinh thần á, thì mình thấy là rất là yếu kém. Mất 15 năm thì cái y khoa bên Mỹ mới nhìn nhận được là những cái bệnh về tâm thần tâm lý không kém gì quan trọng những cái bệnh về thể chất. Nhưng mà hiện giờ nếu mà mình bảo mình ung thư, hay là mình có vấn đề gì mà đau đớn gì mà về thể chất đó, thì mình sẽ được giới thiệu đi bác sĩ chuyên môn nhanh chóng. Nhưng mà nếu bảo tôi cần counseling, có nhanh như vậy không? Không có. Nhiều khi nào là cái số lượng những cái người mà không trả đủ tiền cho người ta, thành những cái bác sĩ về tâm lý tâm thần họ không làm, họ không nhận, không có bao nhiêu người họ nhận.
hay là phải đợi 6 tuần. Mà trong trường hợp mà đang trầm cảm muốn chết đến nơi mà đợi 6 tuần thì hết. Yeah, thì hết. Làm sao? Đúng mà rồi. Ví dụ như mình đi counseling đó, mình tư vấn đó, mà được đi cứ mỗi tháng một lần thì ăn tu quái gì? Trời ơi, phải là đều đều một tí. Ít nhất là thời gian đầu, rồi sau đó giảm bớt cũng được, nhưng mà vâng, dạ, thì đấy. Bác sĩ nói thì Thanh Thảo là mẹ khổ. Dạ, con gái của Thanh Thảo hồi đó là chuyên môn. Hồi đó cháu học thì cũng có nhiều người bảo tại sao không đi học y khoa, cháu bảo nó không có muốn, nó không muốn xem cái gì, nó không muốn chích cho người khác, nó chỉ muốn xem có cái tư tưởng của người đó bị làm sao thôi, tâm thần bị làm sao thôi, mà cái ngành của cháu bây giờ rất là vững vàng. Đúng. Thiếu rồi. Thật sự đang thiếu chuyên viên, thiếu chuyên gia, thành ra nếu mà các quý vị nào có con cái thật sự các em yêu thích thì xin hướng dẫn các em đi nói chuyện với counselor, chứ đừng có nghĩ đó là không phải là khoa học, nó là một cái môn khoa học đàng hoàng. Rõ ràng là dạ. Khoa học. Và mà bây giờ càng... mà nó giúp đỡ được rất nhiều người. Vâng. Dạ. Thì đấy, bởi vậy đó, trong cái tương lai á, sắp đến đây đó, thì càng ngày người ta sẽ đánh giá và có nhiều cái dữ kiện nó cho thấy đó là chữa về tâm lý tâm thần đó nó có cái điều quan trọng của nó như thế nào. Và chúng tôi đây là những cái bác sĩ mà lo chăm sóc cho trẻ em tổng quát ví dụ vậy, hay là người lớn tổng quát, càng ngày chúng tôi sẽ có những cái mẫu hình mà các bảo hiểm hay là bảo hiểm y tế nó chấp thuận cho mình để mà mình đan vào, để mình dễ giới thiệu qua. Và mình, tụi tôi chỉ muốn là bệnh nhân của mình được khỏe, cải tiến, yeah. mà đỡ buồn, đỡ tại vì buồn hay là làm cho mất tinh thần đó thì bệnh tật, bệnh cao máu thì nó cũng lên cao hơn. Và nhiều khi họ không chịu uống thuốc nữa, tại vì yeah. họ chán đời, họ sẽ không uống, họ không làm gì hết đấy. Thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến việc đó. Vâng, mà chắc chắn là chúng ta biết đó, là những cái người vui vẻ đó thì họ sẽ chống lại bệnh tốt hơn, dạ, và vâng. cái miễn nhiễm của họ nó khỏe hơn, dạ, vâng. chứ mình đã buồn đó thì không có cái gì nó chạy hết. Dạ. Đó là một điều rất là quan trọng, và cảm ơn bác sĩ đã đưa cái vấn đề này đến với cộng đồng của người Việt của chúng ta, để cho quý vị tìm hiểu những cái dấu hiệu nơi con em của mình nếu có, và kịp thời ngăn chặn, hoặc là nói chuyện với bác sĩ hoặc là những cái chuyên gia trong lĩnh vực của họ để tìm hiểu và trợ giúp cho các em. Đặc biệt đó là có một cái tin vui là đối với California đó, là thống đốc đã bỏ rất là nhiều, cả trăm triệu vào trong cái quỹ để mà tăng cường những cái dịch vụ để mà về tâm lý tâm thần tại trường. À. Tuy nhiên là có những cái school counselor, mà trong những trường hợp các em, nhiều khi các em, nhất là đối với con em của gia đình Việt Nam, các em rất là sợ. Và nếu mà nói động tới vì gì tâm lý tâm thần hay con buồn đó, bố mẹ bảo, ui giời, cái việc của con có là sao? Bố mẹ phải bỏ xứ, bỏ đủ mọi thứ, mất hết tất cả. Rồi có người thì lại phải vô tù cải tạo vân vân. Thì đâu có làm sao đến ngày nay mà vẫn nuôi được con đây. Thành ra không có quyền nhắc đến cái vấn đề đó. Thành ra các em ở trường có thể yêu cầu được gặp counselor, mà không phải bố mẹ không biết, mà không phải đi đâu hết. Thành ra những cái đó là nó, cái sự mà sẵn có nó tốt hơn nhiều. Thế đó là mình khuyến khích các con em, nếu mà có vấn đề gì thì mình đi tới bác sĩ, phải không ạ? Dạ, vâng. Tôi mệt hay là tôi cảm thấy tôi hắt xì hay là tôi nghẹt mũi, thì đằng này mình có triệu chứng về tâm lý tâm thần, mình không đến những cái nơi mà họ có thể giúp mình để mà mình đánh giá cái đó, hay là mình làm những cái gì để mà nó tốt hơn. Tại sao vậy? Vâng. Tại sao có một cái sự phân bì mà phân biệt mà lại kỳ thị đối với các bệnh tâm lý tâm thần? Cái chuyện nó không, rất là vô lý. Dạ. Thôi thì tôi mong là các quý vị nghe cái buổi bữa nay đó, sẽ là những cái người giúp cộng đồng của mình thay đổi cái thành kiến đó của mình. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Từ Nhà Đến Trường trên Đài Việt Fest TV với phần trình bày của bác sĩ Quỳnh Kiều. Như thường lệ, nếu quý vị có những ý kiến hoặc là những câu hỏi muốn đặt vào chương trình, xin gửi ngay lên trong cái chương trình trên YouTube official channel của Đài Việt Fest, hoặc là quý vị cũng có thể email vào info@vietfesttv.com. Chúng tôi sẽ dùng những câu hỏi này để gửi đến bác sĩ và sẽ nhận được câu trả lời trên chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.